Đủ má. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuli. Hôm nay mình sẽ quay trở về Livic làm clip cho anh em xem nha. Chị thế như nào mới to hả chị? Ai biết, gỡ mới biết. Hello, ở trên máy bay này có hai chim to không là mai cho bông rất bự coi. Vâng. Trời, ai gần vậy? Đồng đội mình đi tìm chim to anh em ạ. Em tìm chim to 3 năm. Ui, 3 năm trời đi tìm chim to. Ui, cái mẹ ai bay đấy, trời ơi. Bạn này chắc người phải to lắm đây này, thì mới đi tìm chim to. Hôm nay mình sẽ mặc cái bộ đồ giống như kiểu của boss cho anh em. Ui. Chả biết mặc đồ gì nữa. Lò mẹ chưa kịp về. Bông cứu chị. Đủ mẹ chưa kịp về nó bóng. Nó mòn với chỗ chí nha. Vô đây. Ui, tôi nghĩ là với bút cam mà chuẩn hơn đấy. Bút vai. Đi ngay. Ê có người. Ê. Sao mà thoát được. Có vợ số 3. Ông vừa chết, đang chết rồi kìa. Chim không to mày đặt bắn hả? Số nó tao không phải need a weapon. Cứu đây. Chị giờ lùa chị ở lỡ mà lũ mất sao. Mấy thằng sò mày của bọn địch chính nữa đâu. Thằng có con bé tới á. Đây. Dồi ôi. Con thì chú. Chim to này chú. Rồi này. Ui mấy bạn này như kiểu dùng mạng 2G ấy. Mic nó cứ kiểu bị giật. Mạng lát. Một thằng này dưới này. Có phê dưới có luôn này. Ui vỡ đầu rồi. Thôi nó xuống ta. Ây da. Tầm này chắc chạy rồi các bạn. Cái đủ. Mẹ. Cậu ơi còn lát còn. Chết đi. Xuống chơi luôn đi. Mẹ rồi nè. Đâu đấy. Ui. Bông nó lát kìa. Trời ơi. Có lát kìa. Mình hết bom rồi. Ui vậy. Ui, ném lửa. Chạy đi đâu. Rồi, thằng này đốc. Để xuống kìa. Mày lát cái gì không? Rồi. Trên đầu. Nhảy xuống là hẹo. Trên tay mình đang cầm thụt 7 viên. Trời rất, ơi bắn anh. Rất là tự tin anh em ạ. Đầy trái hả bạn. Đầy trái hả bạn ơi. Có mỗi một thằng nữa thôi anh em ạ. Hết rồi. Bóng mà lại nó trơn rồi. Bắn đéo trúng. Xuống một ao. Không bà ao ra bà đợi. Lúc nào bà cũng thế. Phải mình, bên phải mình. Ơ ừ. Sẽ ở đây. Này mình tìm đúng không? What the fuck? What the fuck? Trời ơi. Chạy bên phải anh em ơi. Đứng bên phải này. Sợ mình ngu nhỉ. Bom hơi lệch kìa. Đáng lẽ phải lém sát bên mở bên phải tí. Bạn thành giác ơi, bạn nghe mình kể chuyện không bạn? Chuyện buồn quá. Còn đông không số 2 thôi. Còn đông không? Còn ba team hay sao? Ui vãi trưởng ba team cơ. Đồng đội ao hết rồi anh em ạ. Còn mỗi mình tựa được cánh sinh này. Thế đi hết rồi. Mình vừa tới thì nó bay đi xong ạ. Ui, mê. Xong là phóng tới bên dưới sao ấy. Ui, nó lên luôn ạ. Trời ơi. Thôi xong rồi. Mày thế tí tỉ hẹo. Làm gì mà lòng mày thế. Chết cũng phải gạt. Sao tớ có thể xây được. Thoải mái đi anh em ơi. Xuống trả tù nào. Đúng như, lời nói thì bạn ấy bảo có 3 thằng. Không ổn rồi. Xịt hết rồi.
Để đi, come on. Hai tiếng chân anh em ạ. Không dám lên đâu. Vẫn không dám lên. Chạy xuống rồi. Trái mình, trái mình, trái mình. Ui giời. Qua đây. Rồi. Bên kia vẫn còn nha anh em. Còn một thằng nữa. Xuống nhặt xem có lết hay không nữa. 4 quả lết. Tá hồ mà ném. Dính đam rồi sao ấy. Chạy. Nghe tiếng chạy. Chạy với chúng tôi này. Yếu rồi. Phòng này, phòng này, phòng này. Lên chưa này. Rồi xong. Tớ xin quả bom đã. Ui tôi chết rồi, team khác tới rồi. Một thằng. Ui dồi ôi. Lại thêm à. Có khi nào mình một với F4 không em? Dễ lắm. Đây đây đây, trước mặt. Đây, trước mặt bạn. Ôi, đây. Trời ơi. Bên kia. Bây giờ là tình hình hơi khoai. Nó ke bo rồi anh em ạ. Mình phải đi ngược rằng sau xong rồi dùng bao bay bay vào. Kịp không? Bo rút đau quá. Sắp hết máu rồi anh em ạ. Một bình cuối cùng rồi. Vào đi. May quá vẫn vào kịp. Không biết nó nhìn thấy mình thì chưa đây. Hình như để sang phía bên phải. Nó thấy mình xong rồi để sang phía bên phải. Giờ mình sẽ bay ngược lại Mr. Tần hên xui. Chưa lại đâu. Đây rồi. Ui thôi chết rồi, ngu người rồi anh em ạ. Nó một này. Sơi bom đi bạn ơi. Chạy rồi. Trời ơi, tầm này thì không cứu được đâu bạn ơi. Tầm này chỉ có xác định là đi thôi này. Ui dồi ôi. Ô, thế ba ông ở đây nè. Ui dồi, ba người ở đây này. Trời ơi, bạn sao phải ke kỹ vào nhá bạn ơi. Vì thế cả team đi luôn ạ. Không biết trong hai bạn nữ thì bạn nào tuyển nam chim to chưa? Đây, anh em ai có nhu cầu thì có thể ứng tuyển nha anh em ơi. Rồi, sang trận mới anh em ơi. Này, vẫn tiếp tục với bộ đồ mặc định. Nãy mình mặc cái bộ này hối người kích mình ra đấy. Phải. Trái có luôn. Trái văn nhiều rồi. Mày quá. Rồi lúc hai thằng spam. Đi ra luôn không? Trái cũng còn nhờ. Đừng ra bắn mình nhá bạn ơi. Liều phen. Chết hại tôi chết thôi chứ đâu sợ. Bắn mà. Cũng còn đông lắm. Ui, đâu vậy? Tỉ đây. Gì mà ghê vậy? Nhanh thế. Má. Hai thằng. Trời ơi, thằng lắm. Mẹ nó chê. Má nó chê chẳng luôn kìa. Ai rồi, đau quá. Má hết máu rồi, kiếm máu đi. Con què nó chứ bắn nhắc. Một trong những khẩu súng cũng khá đẹp. Mỗi tội là scope nó hơi đều thôi anh em ạ. Cú hết máu rồi. Scope đều quá.
Cái này tớ không, cái này không tin đấy chứ. Súng gì đây? Bên làm lần cái đi hết. Hai khổ bên chứng bơi rồi. Nó chạy rồi, mình trả bot. Qua đây bạn ơi. Đúng rồi, đặt xe đài này. Bất ngờ chưa? Thế là mình đi chơi hết không ơi, bắn cái gì? Dê. Đây là mình nghe tởm. Bắn thằng chỗ đồi kia ra anh em ạ. Đồi lốc rồi. Bố này bắn quá bắn. Dê cầm cái MK5 là không có đạn luôn. Kỹ như rằng lúc vào đây. Trời, ui. Vài trường tưởng thanh liêng chạy lên, hóa ra ông chạy ngược lại ông chơi mình. May quá thi hẹo. Trời, có phải có giờ đang chạy anh em ạ. Rồi. Kiếm người lâu quá. Mình kia có, bên này cũng có. Ông đi cũng càng quét hết tụi nó luôn. Ông bắn gì em bắn lại không? Tạp một rồi, còn thằng trên đầu nữa anh em ạ. Rơi bom đi. Đi xe này. Xuống rồi. Ui lìa luôn ạ, nhanh thế. Xe này chạy nhanh thế. Nhanh nhanh. Ta xe máy huyền thoại hồi xưa anh em ạ. Đi trời. Nó vừa sinh xuống, có thằng vừa sinh xuống tiếp kìa. Ui bên kia bắn. Ui thằng sau nữa, trời ơi đông vậy. Bên đây là thằng hậu ơi. Tiếng chân trước mặt mình luôn. Tiếng chân trước mặt mình này. Sơi bom đi bạn ơi. Hay trời. Thằng bên phải đây bắn mình hình như chia lốc. Đâu vậy, đâu vậy. Đây rồi. Ui ôi. Hay. Mày bắn thằng. Sao kìa. Hay quá đồng đội ơi. Bên này, bên này. Ê, cú win thôi, cú win thôi. Đây rồi. Gì vậy trời. À, nó ra cho mình gạt này. Vẫn còn đấy, thằng ấy đăng cái ai. Mình chưa kịp xác định chuyện gì nữa. Trái rồi. Ui, thằng này bắn yếu lắm rồi. Rồi, xong đi tiếp này. Oh my god. Ba đứa nữa thôi. Boss thì sao anh em, đúng không? Tên này cái gì vậy? Chẳng chạy xuống boss đâu. Tôi lại boss tiếp này. Ui dồi ôi. Đừng bỏ tiếp cuối tầm boss nhá. Cái gì vậy? Ui dồi ôi, lại boss tiếp này. Tao chưa định này được chuyện gì xảy ra luôn á. Thôi. Rồi, xong. Hết. Victory belongs to us. Đồng đội vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy ông cuối là boss anh em ạ. Anh chưa đến hình được chỉ này xảy ra nữa. Đây, bài đưa trong trận vừa rồi của chúng ta đây. Ủa? Anh nhìn bạn này nhìn trông lạ vậy. Ủa xe này xe gì vậy ta? Rồi, mình đã quay trở lại đây anh em ơi. Xe này xe Bacali. Có tên ở Hoa Mạc. Đấy thế chứ. Phải chịu hồi đâu biết có vậy. Yeah. Má. Tôi nói mà hình như chủ nhân nó kiểu kích hoạt đó, biết có. Rồi còn có kiểu này vậy nè. Mark the location. Một đây. Hai này. Trên, kéo trên nó bóc xuống. Thế làm gì tao? Mark the location. Nhảy xuống rồi này. Ai rồi. Rồi. Hết đạn. Mẹ y như rằng vừa mới nói xong trên nó bắn xuống anh em ạ. Ôi, một thằng nhảy xuống này. Nhóc luôn này. Quá đen cho bạn. Bày đủ đúng cái chỗ của mình. Đâu? Đấy, đấy.
đi đâu kia. Nó chạy ra, nó chạy ra bên kia rồi. Ngồi đây. Hai này, mày thế. Có thằng tự cứu. Đây, vào đây. Không cần phải đi đầu nào đó, đi luôn đầu này cho nó nhanh. Ba thằng thủ ở đây. Đây để mình cho nó quả bom. Góc đó hai, góc bên kia một hay sao á. Đâu rồi? Đúng hai rồi, Còn thằng bên kia, một thằng đúng không? Xem có ở góc đấy không? Tôi nghe cổ. Nó chạy rồi, thằng này chắc yếu đấy. Ê, có thằng tự cứu nha, bên trái tự cứu rồi. Còn một thằng chạy xuống bên dưới. Hai vào đây. Hết chưa? Hết rồi. Mẹ thằng này chạy lẹ nó, chạy tít xuống dưới đây rồi. Mình sẽ giả bot. Đây có thằng bay à. Má nguyên robo kìa. Ui trời, đụng mẹ. Phải hai thằng. Trái một đấy. Trái một gạt của một thằng mặc áo đỏ bên phải nữa anh em ạ. Rồi xong, liêu. Đằng qua. Một này. Ơ, liêu rồi. Con này mình sẽ sử dụng 4 khẩu súng M4 anh em nhé. 3 khẩu nó cứ khác nhau. Ôi giời ơi. Trời ơi, người đâu rồi? Còn một thằng đồng đội của cái thằng vừa rồi mình nốc nữa. Chả biết đâu nữa anh em ạ. Chắc nó mới thử tin cái đứa này lại bị chi tiêu gì. Ok. Ơ, chết bo hay là tự tử rồi. Hiệu ứng ném bom anh em ạ. Ui, nhìn trông ngầu phết. Bạn nữ đầu tiên của chúng ta đây anh em ạ. Ui, nhìn từ đường sau hồi sáng thúy kiểu lắm. Bạn thứ hai của chúng ta đây. Ui dồi ôi, xinh thế này cơ mà. Quá là hoành tráng luôn anh em ạ. Trắng lắm. Kiểu như là một người là Thúy Kiều, một người là Thúy Vân. Đó đó ạ. Kiểu đấy. Rồi em bé thấy nó đông quá rồi. Con nó sang xuống bên trái mình. Đây rồi. Bốn người nhá. Trời ơi, giới giết thì có một chết trời. Hai thằng rồi. Sao bom? Ba thằng. Ui, ba thằng thật. Ba thằng thật anh em ạ. Cái nhà nhỏ này có người nè. Nhà nhỏ thì xuống dưới nhà bà với. Ê, xuống đó, xuống đây này, xuống. Đây, mình qua đây. Yếu rồi, ngồi cầu thang. Cẩn thận. Rồi. Đây là nhà bà ở đây nè. Ê, để em bé ngồi lại cầu thang cho. Rồi, bên sợ quá. Cứu luôn cho nó nhanh. Đối bên kia của người á. Rồi, nốc thằng ở cánh ấy. Và thằng trên đầu nữa. Nhanh, cái bé nhà bên. Ném phát đẩy luôn này. Mày đấy. Ở đây có cái bán tiền. Đốc 2 rồi. Ui, thằng ấy để ra luôn này. Mình đốc 2 rồi. Trời ơi. Mày quát không cả được mình. Hay bạn ơi, có hay luôn. Sĩ. Không nói tôi đâu rồi. Bắn nghèo kìa. Mình đây. Nhà ba, em bé ơi. Đây em bé chưa chết này. Em sắp lê cự kiện rồi. Đó là nỗ lực của tôi đó. Tao chưa chết nữa là mày hai mạng rồi. Mày sai mạng xa xỉ quá vậy. Bên kia anh em ạ.
chắc lại phải giả bot thôi. Tham bot là chết. Nó mở cánh cho anh em ạ, chắc là mình phải đổi hướng khác thôi. Ui con bot này. Một này, trên đầu mình có luôn này. Hết đạn chưa bạn ơi? Xơi lửa đi bạn ơi. Chết đi, đừng sống nhá. Đúng rồi. Có tiếng bắt đầu bay qua. Rồi. Lê tiếng này, còn trên kia nữa anh em ạ. Đang qua. Bay vào đây. Kiếp nghe tiếng này dừng lại. Lúc có tắt máy. Nó quá ồn luôn ấy. Này mình xuống thử lại cho anh em này. Đấy nghe nó khắm nhỉ anh em nhỉ. Cứ như kiểu cái xe đánh gắm ấy. Đấy được mà. Ủa chết. Lại bọt. Đã mở công. Ui dồi ôi, ông nào trên kia ông bắn mình kìa. Chết chứ mà. Còn người trên kia đỡ được chịu rồi. Làm gì này? Hả? Ô, nhảy tim off à? Đùa chứ bị ban bao nhiêu lần rồi đấy bạn ơi, chán lắm. À. Trời vứt súng ra. Ông ấy kiểu tim off, ông gọi tim off, ông gọi tim off. Etoly à? Etoly à? Đúng rồi bạn ơi. Ok. Anh đi săn đi em ấy đó. Em đi tìm. Sao nữa? Thế đồng đội bạn ở đâu? Thế được rồi, không không được. Thế đồng đội bạn ở đâu? Có clip không anh? Có. Ui, khác team à? Vai, mình cứ tưởng ông ấy có đồng đội chứ. Không biết. Làm ơn bay chỗ này. Đèn quá anh em ạ. Ôi, sao tự nhiên bay nhắm đây ấy? Tưởng ông ấy có đồng đội. Vô nhà phải không? Đúng rồi, lại đây anh em ơi. Mẹ rồi. Ôi trời ơi. Cái này có. Giết được đồng đội. Trên đầu có nhá. Sorry số 3 này. Sao? Ở đâu? Yếu lắm rồi đấy anh em ạ. Mình cũng không... Mắc gì trên lõi hả? Bom đi. Ủa? Ủa? Cái đó là... Là... Đó là tự... Ai đâu như em ấy á. Độc. Thôi là em đó chị... Chuyển đồ lại hồi sinh xuống anh em ạ. Ai đâu như em biết chết. Ui thằng kia nó vào rồi. Chưa đánh đi. Hay quá. Đang vận đánh bom thằng kia. Ui bình tĩnh anh ơi. Chết rồi, bot rồi. Còn mình có phải một con tiếng chân. Trời ơi, tự bot mình rồi. Ui, nó chạy lên. Nó chạy lên cả đống. Rồi, gạt rồi. Đây, 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 mình đợi mình tí. Đấy má, tự bóp kìa. Oh my god. Ê, trời. Nhờ coi. Má, nó thụt giỏi quá. Chẳng không phải chết. Cái tự cứu ngay trước mặt, đéo nhặt được. Nhưng mà ê, dưới vẫn còn tiếng chân mà đúng không? Trẻ luôn. Cái tự cứu ngay trước mặt nhặt không được. Đúng rồi. Mày lẽ không thắng tao. Con này.
kèo lại cho tao. What are you there thì nào? Mày này. Thế you there nhưng mà. Ok. Ok. Thôi vào thả. Trận này dùng P90 với cả AUG đây anh em ạ. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Còn nhau chưa hết đâu. Đây rồi. Dũng. Ngó với chúng tôi này. Ui vẫn nốc anh em ạ. Này team này từ B-Mix từng qua. Watch out. Bên này có. Rồi xong. Lìa. Có bên chỗ ông đội được anh em ạ. Cái nó thục quá chú ơi, nó thục quá. Cầm thủ đó. Đục kinh. Đây ra ke đó. Thề tí ô sinh kịp. M16 à. Nó bắn ai á, nó bắn. Bắn thủ này nó hơi giật ngang tí anh em. Chạy bo đi, chạy bo đi bạn. Chạy bo đi, cứ ở đây mà táp. Ở ngoài bo vẫn còn khịa khịa anh em ạ. Tao ra tao chờ mày luôn. Rồi. Ai. Khịa gì đấy bạn ơi. Ô chửi đời bò ạ. Mẹ không có bo, bo bắn chết cụ mày con chó này. Thế sao mày không chạy bo đi? Ở bo ngoài bo làm gì? Bố mày chạy bo ăn. Mẹ bắn chết hết đồng đội mày rồi đấy con chó này. Thế sao mày không ở ngoài bo luôn đi? Mày chạy làm gì? Vua thì ngu lắm con chó này. Vua ngu lắm. Không kiểu mấy cái thằng đã thua còn sĩ diện. Thôi sang quán mới đi cháu. Chết thì không nhảy lại khu sự kiện. Ở ngoài bo còn tắp tắp kia kia. Xong đến lúc bò bốn chân thì lại gáy. Chịu. Anh em là có ID của cái thằng này không? Ờ rất tiếc là team mình đã giành top 1. Rồi anh em xem clip hay đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhá. Anh em bán đặt thì qua shop của mình là tolisama.vn. Và anh em có nạp UC hay là mua phụ kiện để chiến game siêu mượt thì liên hệ qua số Zalo cho mình nhá. Bye bye tất cả anh em. Đây, và đưa trong trận vừa rồi có chất giọng dễ thương của chúng ta đây. Đấy, nhìn trông cũng rất là xinh. Đấy, mà có vẻ hơi gầy nhá bạn ơi. Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nhá.